Thiên Hoàng mến chào tất cả các anh chị và các bạn đang nghe chuyện đọc của kênh Thiên Hoàng Cây. Thiên Hoàng đã đọc rất nhiều hồi ký của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, của các người tù cải tạo. Hôm nay, Thiên Hoàng sẽ đọc một hồi ký của một người miền Bắc, tác giả có tên là Vũ Thư Hiên. Ông viết Đêm giữa ban ngày. Lời nói đầu của tác giả: Tôi tặng cuốn sách này cho những người con của nước Việt đã cống hiến đời mình cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ, hương hồn của cha tôi, và những người cộng sản đã chết bởi tay các đồng chí của họ. Mẹ tôi, người dạy tôi sống không cúi đầu. Vợ tôi, người cùng tôi chia sẻ vô vàn khốn khó trong những năm tháng đen tối của đời tôi. Các bạn tù của tôi, cộng sản cũng như không cộng sản, các thế hệ sau tôi, hy vọng họ sẽ không bao giờ phải sống như tôi đã sống, dưới bất cứ gông cùm chuyên chế nào. 30 năm đã trôi qua kể từ khi ở miền Bắc Việt Nam nổ ra một vụ án lớn, cho đến nay vẫn còn là chuyện khó hiểu đối với nhiều người. Trong nhân dân, vụ án này có tên nôm na là vụ xét lại chống đảng. Tên chính thức của nó ít ai được biết, kể cả các đảng viên cộng sản, là vụ án tổ chức chống đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại, hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài. Đây là tấn bi kịch lớn nhất trong hàng ngũ của những người cộng sản ở Việt Nam. Từ nhà cách mạng Lão Thành suốt đời đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho tới đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ trong nền độc lập đã giành được. Trong vụ án này, đảng cầm quyền bất chấp luật pháp do chính mình đặt ra, đã xuống tay hạ ngục, giam cầm và lưu đày nhiều năm không xét xử những người có tư tưởng bất đồng. Nằm trong phạm vi trấn áp của vụ án do Ban Tổ chức Trung ương Đảng khởi xướng, còn phải kể rất nhiều cán bộ đảng viên có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với những người bị bắt. Ngoài ra, một số dân thường cũng bị đảng nhân tiện chụp cho cái mũ xét lại hiện đại để xử lý. Tất tật bị nhét chung vào một cái rọ, bị đảng trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau với mức độ khác nhau. Bị bắt năm 1967, những người tù không có án còn gọi là tù xử lý nội bộ. Tới năm 1973 mới lần lượt được thả. Chưa hết, sau 6 năm giam cầm họ còn phải chịu đựng những năm lưu đày biệt xứ và quản thúc tại gia. Tưởng chừng vụ án đến đây là kết thúc, nhưng không phải. Người cuối cùng trong số tù nhân được đảng ban cho ân sủng xử lý nội bộ mãi tới tận tháng 9 năm 1976 mới được ra khỏi cổng nhà tù. Người tù ấy là kẻ viết những dòng này. Đáng ngạc nhiên là sau nhiều năm im lặng đáng sợ, nói theo cách của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, những ban lãnh đạo đảng kế tiếp nhau tính từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn trở đi vẫn khăng khăng khẳng định đảng của họ đúng trong cách xử lý vụ án, rằng những kẻ vi phạm luật pháp của đảng và chỉ của đảng mà thôi, xứng đáng chịu những án hình lẽ ra phải nặng hơn những án hình mà đảng nhân từ đã ban cho. Trong 9 năm tù, tôi chỉ làm được một việc có ích cho bản thân và cho những người mà tôi thương yêu, là giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như là thiên đường dưới thế. Sự nhìn lại đời mình cũng như sự quan sát số phận của đồng bào trong những nhà tù tôi đã đi qua đã mang lại cho tôi cái nhìn tỉnh táo không riêng đối với những hành động phi nhân của những vua chúa mới, mà cả một thể chế xã hội trong đó con người dù muốn dù không đều đánh mất mình. Cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay là một phần những quan sát của tôi, một phần những suy nghĩ của tôi về cái xã hội khó hiểu mà số mệnh đã an bài cho tôi sống trong lòng nó. Xã hội này là khó hiểu bởi vì, căn cứ những gì tôi biết, nó khởi sinh từ những ý muốn tốt đẹp, bắt đầu bởi những con người lương thiện. Cũng căn cứ những gì tôi biết, tôi dám đoan chắc rằng trước kia, khi mới nhập vào dòng chảy không bao giờ ngưng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, họ không hề ấp ủ những mưu đồ xấu xa. Trong sự biến dạng của những người cộng sản, trong sự tha hóa của họ, cái gì là tác nhân,
chủ thuyết mà họ đã nhào nặn con người họ thành ra như thế, hay chính họ tự biến đổi để trở lại nguyên hình, cho đúng với bản thể do trời đất tạo ra, hay là cả hai cái đồng thời, tôi không rõ. Cuốn sách này chỉ là một chút ánh sáng soi rọi vào một vụ án cụ thể, nhưng mang tính đại diện cho một thời kỳ cai trị của Đảng Cộng sản. Một mảnh gương con phản ánh một số mặt ít người biết đến của xã hội Việt Nam. Là cái nhìn từ phía người trong cuộc, mọi hồi ức đều mang tính chủ quan, nhưng cũng lại là tư cách hồi ức. Nó vẫn là bằng chứng đáng được chú ý, cho dù chỉ là bằng chứng từ một phía. Tôi cố gắng trong chừng mực có thể đưa ra bằng chứng của tôi về vụ án nói trên bằng ngòi bút công bằng. Trong cuốn sách này, chỉ có sự thật. Hình thức văn học mà tác giả sử dụng trong cuốn sách chỉ vừa đủ cho bức tranh sự kiện, không thành quá tẻ nhạt. Văn học đích thực không có chỗ nơi đây. Vì mục đích cuốn sách giới hạn trong một vụ án, cho nên nó không thể là cuốn sách nói về chế độ lao tù ở Việt Nam. Để nói về nhà tù Việt Nam, cần một cuốn sách khác, mà đó là một đề tài đáng được chú ý. Chí ít cũng là một sự quan tâm không thể thiếu đối với số phận đồng loại trong một nửa thế kỷ. Quá khứ sẽ chẳng có ích cho ai bởi sự hồi tưởng đơn thuần. Quá khứ chỉ có ích khi con người lấy nó làm cái để mà suy ngẫm, rút ra từ trong lòng những sự kiện của nó, bài học cho tương lai. Cuốn sách này không phải là lời lên án một xã hội nay mai sẽ trôi vào quá khứ. Tôi không dám đặt cho mình mục đích buộc tội. Chỉ vì lịch sử thường có sự lặp lại, cho nên tôi muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tôi cũng không thể đóng vai người buộc tội, bởi trong xã hội mà tôi sống, tôi không đơn thuần là nạn nhân. Về mặt nào đó, trong chừng mực nào đó, tôi còn là thủ phạm. Tôi viết vì tôi không thể không nói lên tiếng nói của mình. Tôi quan niệm kẻ không dám nói không trước tội ác là kẻ đồng lõa với tội ác. Và sau hết, theo cách biểu đạt của nhà văn Nga Fritz Vinh, tôi chỉ là một cái lá trong hàng triệu cái lá của cây đời. Và nói về một cái lá thì cũng là nói về những cái lá khác. Số phận tôi được nói đến trong cuốn sách này cũng là số phận của nhiều người cùng thế hệ. Xin hãy coi cuốn sách này là lời sám hối trước đồng bào của cha tôi, nay đã không còn. Nó đã thực hiện theo lời chăn chối của người. Cuốn sách này còn là một vòng hoa muộn, một nén hương thêm đặt lên mồ những nạn nhân xấu số của một thời kỳ đen tối, những con người bất hạnh đã không chờ được đến ngày cuộc đời lập lại lẽ công bằng cho họ. Chương 1. Lễ mừng Thiên Chúa Giáo sinh năm 1967 tại Hà Nội chẳng hứa hẹn một sự náo nhiệt thường có. Quá nửa số dân đã sơ tán khỏi thành phố. Người ở lại phần nhiều là cán bộ nhân viên các cơ quan trung ương và địa phương, dân quân tự vệ cộng với một số dân thường. Vì lý do này hay lý do khác không thể đi được. Phố xá mất đi vẻ sầm uất, nhiều nhà đóng im ỉm. Bên trên mái đá đen các công thự cũ thời thuộc địa, trên nóc các nhà cao tầng mới xây, tua tủa nòng đại liên trung liên ngóc lên trời xanh nhiệt đới. Vỉa hè lỗ chỗ hầm trú ẩn cá nhân làm bằng ống cống. Chiến tranh thực sự chưa dạo bước trên 36 phố phường, nhưng bóng đen của nó đã trùm lên mái ngói âm dương thanh bình của kinh thành Thăng Long cổ kính. Trong phố vắng những người ở lại, phần lớn thuộc lớp tuổi trẻ, quần áo gọn gàng, dáng tất bật, cắm cúi đi sát tường, khẩu AK trên vai. Phóng viên AFP ở Hà Nội nhận xét, Hà Nội bình thản và nhanh chóng hòa nhập với nếp sống thời chiến. Cho dù ở bờ bên kia Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc chưa vội vã tuyên bố chiến tranh với nước Việt Nam Cộng sản. Hà Nội sẵn sàng để chống trả. Người Hà Nội làm việc, ăn ngủ, yêu đương, sinh con đẻ cái trong bầu không khí căng thẳng. Chốc chốc lại vỡ ra tiếng nổ của mọi cỡ súng lớn nhỏ rộ lên từng đợt mỗi khi máy bay Mỹ bay ngang. Trong tiếng cô phát thanh viên quen thuộc vang vang trên các phố vắng, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 30 cây số, máy bay địch cách Hà Nội 20 cây số, máy bay địch cách Hà Nội 15 cây số. Dưới những vệt khói trắng mỏng manh của tên lửa đất đối không SAM-1, SAM-2, vun vút kẻ chỉ lên trời xanh nhiệt đới.
Cuộc xung đột vũ trang của dân chúng miền Nam chống lại chính quyền Sài Gòn bắt đầu bằng những trận đánh lẻ tẻ từ đầu thập niên 60, được Hà Nội khuyến khích và yểm trợ, đã mau chóng lớn lên thành nội chiến. Người Mỹ nhảy vào biến nó thành chiến tranh Việt-Mỹ, thành cuộc đối đầu giữa hai phe cộng sản và tư bản thế giới. Trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh toàn cầu đã kéo dài nhiều năm, cuộc chiến tranh nóng ở Việt Nam còn kéo thêm một số quốc gia vào lò lửa của nó, hứa hẹn một sự dai dẳng không biết khi nào mới kết thúc. Trên lãnh thổ Bắc Việt Nam, cuộc giao tranh độc đáo và dữ dội chưa từng có giữa bầu trời và mặt đất, bắt đầu từ năm 1965, là sự phát triển tất yếu của cuộc chiến tranh cục bộ nọ, bằng những trận không tập ồ ạt rất ác liệt, không ngưng nghỉ. Tổng thống thứ 36 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ quyết tâm bắt miền Bắc Việt Nam phải quỳ gối trước sức mạnh của vũ khí. Đêm trước, người Hà Nội thở phào nhẹ nhõm, nghe giữa lao sao sóng điện đài gần đài xa tin các bên tham chiến trên bán đảo Đông Dương đã thỏa thuận được với nhau một ngày ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm Chúa Kirishito ra đời. Lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 1967 đến với Hà Nội như một ngày hòa bình bất ngờ, một ngày không bình thường trong cuộc chiến, không phải nhờ ơn người mà nhờ ơn Chúa. Thành phố yên tĩnh như thể chưa bao giờ nó yên tĩnh như thế. Từ sáng sớm không có còi báo động, chỉ có tiếng loa lanh lảnh nhắc nhở mọi người cảnh giác trước hành động bất trắc của kẻ thù. Quanh hồ Hoàn Kiếm, dân đi lại nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhân đợt ngưng chiến ngắn ngủi, những người sơ tán gần thành phố hối hả đạp xe về nhà. Họ tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi để đi khám bệnh, đi mua bán, thăm hỏi người thân, đến chơi với bè bạn, ăn với nhau một bữa cơm, uống với nhau một tuần trà, để rồi sớm hôm sau lại tất tả lên đường. Bên miệng hầm tập thể vắng bóng những bà mẹ nhỏ bé, bế con nép dưới những khẩu hiệu nhiều kiểu, nhiều cỡ. Không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước hồ phẳng lặng, tháp rùa hiện lên không rõ nét trong sương mù lãng đãng. Gió bấc thổi nhẹ, trời se lạnh, Hà Nội vào đông muộn hơn mọi năm. Tôi đang thong thả đạp xe từ hàng trống qua hàng bài, thì bỗng nghe tiếng người gọi tên mình. Mãi suy nghĩ, tôi không nghe thấy ngay. Đến khi nghe thấy thì đã đạp quá mất một quãng. Người gọi tôi dừng xe, khua tay loạn xạ, để tôi nhận ra anh ta. Thấp, béo, đầu sùm sụp cát két dạ trên cái mặt tròn, trong bộ đồ bảo hộ lao động nhầu nhã. Anh ta hớn hở khi thấy tôi quay mặt về phía mình. Ai thế nhỉ? Đành phải tạt vào vỉa hè, dừng xe trước một cửa hàng đóng im ỉm, trong những cánh gỗ nham nhở, trước kia là hiệu chuyên doanh đồ sơn mài. Gớm! Tìm anh gần chết! Anh chàng phanh xe lại ngay trước mặt tôi cười tít, người chúi về phía trước, hai mắt chỉ còn là hai đường chỉ. Anh về ngay cơ quan, thủ trưởng đang đợi anh, nhanh lên để kịp tiếp khách. Em qua nhà, chị nói anh vừa đi, em phóng theo ngay nhưng không kịp. Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài, cơ quan cấp trên của báo ảnh Việt Nam, thỉnh thoảng lấy tôi qua làm việc cho ủy ban. Công việc tôi được giao là giúp thủ trưởng ủy ban tiếp khách. Người ta dùng tôi vào việc này chẳng qua để cho đỡ tốn, bớt được một phiên dịch. Chả là khách đến phần nhiều là từ Liên Xô hoặc các nước Đông Âu, đều biết nói tiếng Nga, là thứ tiếng tôi thông thạo. Tôi lại có thể kiêm hướng dẫn viên du lịch, đưa khách đi thăm danh lam thắng cảnh thủ đô hoặc các địa phương, lại có thể giới thiệu cho họ đôi nét về lịch sử Việt Nam. Công việc kể ra cũng dễ chịu nếu như khách toàn là nghệ sĩ hoặc nhà hoạt động văn hóa, nhưng đôi khi rơi vào số khách lại là những nhà chính trị được cử sang lãnh đạo văn nghệ. Những người khách này lập tức phương xa, phần lớn lịch sự và phong nhã, mang lại cho tôi những giờ phút vui vẻ và hơi hướng xứ lạ, là cái bao giờ cũng làm cho cuộc sống hàng ngày đơn điệu bớt tẻ nhạt. Điều làm tôi ngỡ ngàng là khoảng nửa năm nay, người ta đã không còn dùng tôi vào việc tiếp khách nữa. Không hiểu sao nay lại gọi đến. Kể từ năm 1964 khi cuộc đối đầu Trung Xô trở thành căng thẳng, thì bầu không khí chính trị ở Việt Nam cũng nóng lên theo. Khắp nơi người ta la lối về nguy cơ của chủ nghĩa xét lại hiện đại và sự cần thiết phải chống lại nó. Những cán bộ bướng bỉnh dám phát biểu những lời nói không vừa tai nhà cầm quyền về bất cứ vấn đề gì, không cứ về đường lối đối nội hay đối ngoại của đảng, đều bị lập tức coi là phần tử xét lại.
chí ít thì cũng là phần tử hữu khuynh, không đáng tin cậy. Tôi bị liệt vào số đó. Anh hôm nay không bận gì đấy chứ? Một câu hỏi để mà hỏi. Vớ vẩn. Ủy ban đã cho gọi thì tôi nhất định phải đi rồi. Có thoái thác cũng chẳng được. Anh về trước đi, tôi càu nhàu. Tôi qua nhà một lát, thay quần áo cái đã. Tôi đã có chương trình cho hôm nay, tôi không thích nó bị phá vỡ. Tôi đã tính đưa vợ con đi chơi, được đi chơi trong một ngày hiếm hoi không có báo động thật là tuyệt. Chúng tôi sẽ đến thăm một người bạn cũ lâu không gặp. Có thể chúng tôi sẽ ăn cơm ở đó. Vợ tôi muốn cho các con đi cùng, nhân thể mua sắm mấy thứ lặt vặt. Tôi ngán ngẫm nhìn thằng cha phá quấy. Chán quá, ủy ban không báo trước để tôi có thể sắp xếp công việc của mình. Mà tay này ở đâu ra nhỉ? Có lẽ ở phòng bảo vệ. Ngoài bộ phận đó ra, có ai đi làm chủ nhật? Dào, chẳng sao đâu. Y nhe hàm răng cãi mã, cười không có tiếng. Đang đánh nhau, mặc thế nào chả được. Thế này tươm chán, khách lại đang đợi. Trên người tôi là cái áo bông xanh, cái quần kaki. Cả hai đều mới nhưng nhàu nát. Đã lâu chúng tôi quên hẳn là quần áo. Không ai trách ai vận đồ không có nếp. Thời chiến quần áo phẳng phiu quá. Nếp là rõ quá, còn bị phê phán là sang trọng rỡm. Nó là cái gì nếu không phải tàn dư của nếp sống tư sản? Tôi còn lưỡng lự thì anh chàng đã trườn về phía tôi. Anh về làm gì? Y nắm chặt ghi đông xe tôi lại. Xe đến rồi kìa. Một chiếc Comanca Liên Xô phanh két bên cạnh tôi. Cửa xe bung ra. Hai thanh niên đen nhẻm phóng xuống. Không nói không rằng, chúng kéo tôi lên xe. Tôi nhìn anh chàng vừa gọi tôi, bộ mặt nhăn nhở biến mất. Thay vào đó là đôi mắt cá và tiếng cười gằn. Lên xe ngay. Biết điều đừng chống cự. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Thằng cha này thường lẽo đẽo theo tôi mấy ngày gần đây. Vận đồ bộ đội, cái xà cột lủng lẳng bên hông. Y lấp ló như một con chuột trong đám đông. Cũng trong thoáng ấy, tôi nhìn thấy hơn một chục xe đạp tản ra từ chỗ chiếc Comanca vừa đổ. Đó cũng là những tên tham gia vụ bắt cóc. Nhưng sự việc diễn ra gọn gàng, chúng chưa phải động thủ. Mọi tình huống đã được lường trước, được sắp xếp trước, y như trong phim gangster. Không một người qua đường nào biết ở nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Những chiếc xe đạp vẫn vun vút phóng qua. Trong tiệm đồng hồ, sau tủ kính, tôi nhìn thấy Sinh cắm cúi làm việc. Anh là người quen của tôi. Nếu anh ngẩng lên, hẳn anh nhìn thấy tôi bị lôi lên xe. Nhưng anh không ngẩng lên. Hình ảnh ghi lại trong trí của tôi vào mấy giây cuối cùng là một người đàn bà bồng con vượt qua mũi xe. Đứa bé ngủ say trong tấm ni lông cứng quèo, má hồng lên trong gió bấc. Theo cái cách kỳ cục như thế, tôi trở thành kẻ tham gia cái gọi là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối trong phong trào cộng sản quốc tế. Thế là cái việc phải đến đã đến. Tôi tự nhủ, ngã người tựa trên ghế xe, lòng hoàn toàn bình thản. Không hiểu sao, vào đúng cái khoảnh khắc gay cấn nhất, tệ hại nhất trong đời mình, tôi không nhớ đến cái gì khác mà lại nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Nguyễn Tuân. Nước ta là một pháp trường trắng, không có đầu rơi, không có máu chảy, nhưng có người chết. Bác Nguyễn ơi, bác sai mất rồi. Pháp trường Việt Nam kể từ năm 1945 không hề trắng, đã có đầu rơi, đã có máu chảy và có nhiều người chết, bằng nhiều kiểu chết khác nhau. Bây giờ tôi mới hiểu Nguyễn Tuân thốt lên câu đó trong hoàn cảnh nào. Mấy năm trước, trong một phút phân thân, nhà văn già bỗng bàng hoàng nhìn thấy trước mắt mình một quần thể nhân sinh kỳ lạ, không hiểu sao lại kết thành hàng ngũ để sống trong nghi kỵ và thù hằn. Trong cuộc chiến không lúc nào ngưng nghỉ, một cuộc chiến âm thầm không tiếng súng, với những xác chết không thương tích hoặc sống vật vờ, với bộ não vô dụng như những đôm bi. Giờ đây trong cuộc chiến mà Nguyễn Tuân nói tới, tôi đã thành con mồi của nó. Tôi đang được đưa đi đâu đây? Tới pháp trường nào? Đó là chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 1967. Tôi nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Trong hồi tưởng tôi thấy rõ mồn một, như trước mắt tôi mọi chuyện được diễn ra một lần nữa. Thời gian đang trôi đột ngột dừng lại, như một character stop trong cuốn phim đang chiếu. Nó là ngày bước ngoặt, ngày cắt đôi, ngày ranh giới của đời người. Về sau, tôi mới biết cảm giác đó chẳng phải của riêng tôi. Bất cứ ai từng bị bắt, cũng từng nhớ từng chi tiết vụn vặt nhất của cái ngày đáng nguyền rủa đó.
Tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng và mất tăm từ đó. Cả nhà tôi bỏ đi tìm nhưng không thấy tôi ở bất cứ đâu, ở nhà họ hàng cũng như ở nhà bạn bè. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn biền biệt. Thẻ nhà báo, giấy chứng minh nhân dân tôi thường mang theo người, được tìm thấy trong ngăn kéo bàn viết. Như vậy nếu chẳng may xảy ra tai nạn giao thông, người ta cũng chẳng biết nạn nhân là ai. Vợ tôi đạp xe khắp Hà Nội, đập cửa bè bạn báo tin dữ. Bè bạn tôi nháo nhác, họ lao tới các bệnh viện, các trạm cấp cứu, sục tìm trong những nhà xác tanh tưởi với những xác chết đủ mọi dạng, trong mọi tư thế. Thời chiến, trong nhà xác la liệt cả đống thi thể vô thừa nhận, nhưng không ở đâu có xác tôi. Mẹ tôi bình tĩnh hơn mọi người, bà im lặng suy nghĩ, không khí hoảng hốt trong gia đình không lây được sang bà. Ngay từ đêm đầu tiên không thấy tôi trở về nhà, mẹ tôi đã đoán tôi bị bắt. 2 tháng trước, đêm 18 tháng 10 năm 1967, cha tôi đang nằm đọc báo, thì một toán công an hùng hổ xông vào nhà dựng ông dậy, đọc lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám nhà. Một nhóm đẩy ông lên xe chở đi, nhóm còn lại chia nhau ra lục lọi các phòng cho tới gần sáng, lấy đi nhiều giấy tờ, sách báo và ảnh chụp. Đêm cha tôi bị bắt cũng là sinh nhật của tôi đang ở Nam Định. Thành phố thợ dệt chìm trong bóng tối, đèn đường tắt ngấm, tôi lang thang trong các phố hiu quạnh, dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng rằm lọt qua kẽ lá. Cuộc leo thang của không lực Mỹ đã vượt qua Nam Định lên phía Bắc, thành phố chịu bom hàng ngày. Nhà máy sợi sập từng mảng, khu dân cư hàng thao bị san bằng. Dưới chân tôi là gạch vỡ nhà đổ lẫn với đủ mọi thứ tạp nham của đời thường, bị thuốc nổ và mảnh bom phá nát. Những cái bát vỡ manh chiếu cháy dở, những trang vở học trò phất phơ trong gió thoảng, con búp bê cụt đầu lăn lóc bên cạnh cái xe nôi tơi tả. Trong những ngày đó, tôi không nghĩ tới cuộc chiến tranh nào ngoài cuộc chiến tranh với nước Mỹ. Thế nhưng một cuộc chiến tranh khác, hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Vụ bắt bớ những người có quan điểm bất đồng với đảng cầm quyền trong cái gọi là cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, bắt đầu từ tháng 7 năm 67. Nạn nhân đầu tiên của nó là Viện trưởng Viện Triết học Hoàng Minh Chính, Phó Tổng Biên tập Hà Nội Mới Phạm Viết, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Học tập Kỳ Vân và vài người khác. Như một cơn gió đen, tin Ban Tổ chức Trung ương Đảng phát hiện kịp thời và bóp chết từ trong trứng, một âm mưu phản loạn lan nhanh trong thành phố. Đến lượt cha tôi và Thiếu tướng Đặng Kim Giang cũng bị bắt thì dư luận ồn hẳn lên. Chỗ nào người ta cũng thì thào bàn tán về sự kiện này. Những người cộng sản thuộc thế hệ già ngán ngẫm. Thôi thôi, lại như cái đợt cải cách ruộng đất rồi, có khác gì đâu. Mấy ông lãnh đạo nhìn đâu cũng thấy phản động, bắt bớ lung tung. Sau đó thì lại xin lỗi, lại sửa sai. Rõ chán chuyện. Mạng cán bộ thời nay đúng là không bằng mạng ngoé. Số cán bộ cấp thấp hơn to nhỏ với nhau. Đây rõ ràng là một cuộc sát phạt. Chứ các đồng chí lão thành cách mạng thế kia thì sao lại là phản động được? Đằng sau cái vụ bắt bớ này chắc chắn là một âm mưu gì đó. Vì cái ghế, vì hưởng thụ thôi. Bây giờ các ông cảnh chỉ nghĩ tới cái đó, tới tiêu chuẩn chứ xét đi xét lại cái gì đâu. Những người trước nay không ưa chế độ thì mở cờ trong bụng. Chúng bắt đầu thịt nhau rồi. Đã bảo cộng sản là thế mà. Chúng không sống yên được một ngày không có máu. Chỉ tội nghiệp cho mấy người hiền lành. Không cùng phe cánh với chúng, tuy họ cũng là cộng sản. Ngày hôm sau không thấy tôi trở về, mẹ tôi tức tốc đạp xe tới Hỏa Lò. Trước mặt một bà mẹ hung dữ vì vừa mất chồng nay lại mất con. Các cán bộ công an chối đầy đẩy rằng ở chỗ họ không có ai tên là như thế. Viên giám thị Hỏa Lò lật đật mang cả sổ tù ra tra trước mặt mẹ tôi cho bà thấy. Bác đừng có nghĩ quẩn, nếu anh ấy ở đây thì phải có tên trong sổ. Anh ấy phải làm gì phạm pháp thì mới bị bắt chứ. Không, không có tên anh ấy ở đây đâu. Tôi tra hết rồi, xem kỹ lắm rồi. Hay là bác sang bên bộ mà hỏi. Tại phòng tiếp khách Bộ Nội vụ ở 16 Trần Bình Trọng, một sĩ quan mặc áo dạ, không quân hàm, tiếp mẹ tôi. Anh ta làm bộ ngạc nhiên. Chết chết, sao bác lại nghĩ thế? Bắt người thì phải có lệnh bắt chứ. Kể cả trong trường hợp bắt khẩn cấp, bộ phận trực của bộ cũng phải được biết. Không phải đâu bác ạ, làm gì có chuyện bắt cóc thời bây giờ. Bác đợi cho một chút, tôi kiểm tra ngay lập tức, xem có chuyện gì xảy ra với anh Hiên mà các quận được biết không.
Trước mặt mẹ tôi, anh ta gọi điện hỏi các khu công an Hà Nội, không ở đâu có tin về tôi. Tiễn mẹ tôi, viên sĩ quan còn ân cần dặn bà, khi nào tôi về nhà thì xin báo ngay cho Bộ Nội vụ biết. Phải công nhận hắn ta đóng kịch cũng khéo thật. Mẹ tôi kể lại, nhưng khéo thì khéo, không qua được mặt mẹ. Miệng hắn leo lẻo, nhưng mặt mày thì lại nhớn nhác, tay chân quýnh quáng. Bụng bảo dạ, nếu bọn này có tập quán giống bên công giáo, chắc hắn sẽ kêu tên Mark mà thề quá. Như bao lần gia đình tôi gặp bão táp, mẹ tôi chứng tỏ bà là cây cột cái vững chắc, gánh toàn bộ sức nặng của ngôi nhà trên vai, quyết không cho nó sụp đổ. Bà lau nước mắt, chu đáo lo toan trăm thứ việc có tên và không tên cho con cái, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong những ngày ấy, mẹ tôi kể, bà nghĩ đến thần tượng của bà rất nhiều. Đêm đêm bà ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng. Bà đã tin ông Hồ Chí Minh, bà đã tin ông lắm lắm. Còn hơn tin, bà sùng kính ông, người anh cả của cách mạng, lãnh tụ của bà. Bức chân dung cỡ 18 x 24 của ông Hồ Chí Minh tặng bà với dòng chữ thân ái tặng thím Huỳnh trước ngày ông lên đường dự hội nghị Fontainebleau năm 1946 được bà gìn giữ như của gia bảo. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều lần chạy giặc càn mất hết đồ đạc, nhưng tấm ảnh vẫn còn đó. Nó chỉ bị thu khi công an khám nhà. Nhiều người khuyên bà hãy cầu cứu ông Hồ. Dù muốn dù không, ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vẫn còn phải nể ông, họ nói. Mọi người tin chắc ông không biết gì về việc này. Nếu ông biết, ông không bao giờ để xảy ra chuyện nồi da nấu thịt như thế này. Vài năm nay, do sức khỏe kém, ông Hồ không còn trực tiếp điều khiển công việc đất nước. Mẹ tôi không tin. Bà cho rằng để khởi lên một vụ lớn như thế này, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ không thể không hỏi ý kiến ông Hồ. Ông không thể không biết. Vụ bắt bớ chỉ được tiến hành một khi có sự đồng ý của Chủ tịch nước. Bà nhận xét, không phải vô cớ mà trong khi khám nhà, công an quan tâm đặc biệt những tấm ảnh cha tôi chụp chung với ông Hồ. Những tư liệu liên quan tới ông Hồ tất cả đều bị mang đi. Cha tôi bắt đầu giữ những tư liệu về cách mạng, đặc biệt về ông Hồ Chí Minh, kể từ khi ông nhận sự phân công của Trung ương Đảng, làm bí thư cho Chủ tịch nước. Vào những năm đầu cách mạng, chưa có cơ quan chuyên trách lo bảo quản những tư liệu lịch sử. Cho nên cha tôi cho rằng ông có trách nhiệm lưu trữ những gì trong tầm tay của ông không để chúng bị mất. Cha tôi giữ được khá nhiều ảnh từ những bức chụp ông Hồ tại chiến khu Tân Trào với đội Liên quân Việt Mỹ, những ngày ông Hồ vừa từ chiến khu về Hà Nội, lễ tuyên bố độc lập tại vườn hoa Ba Đình, chuyến Chủ tịch nước sang Pháp năm 1946, nhiều nhất là ảnh trong an toàn khu của chính phủ kháng chiến. Những ảnh khác cha tôi chụp chung với các nhà lãnh đạo cũng bị thu hết. Mấy bức ảnh chân dung họa sĩ Pablo Picasso và những nhà văn khác với lời đề tặng cha tôi tại Paris năm 1946, chẳng liên quan gì đến vụ án, bọn chúng cũng thu tuốt. Tuy nhiên, đây là chuyện dễ hiểu. Vào thời kỳ này, nhân viên công an thường được chọn lựa trong nông dân ít học. Họ chẳng biết Picasso hoặc là những người khác là ai. Dưới mắt họ, ảnh những thằng Tây mũi lõ tìm được trong nhà một đối tượng của cách mạng, gợi nên sự nghi ngờ, hẳn đây phải là ảnh của bọn phản động quốc tế. Chính do những suy nghĩ như vậy mà mẹ tôi không nghe theo lời khuyên của bè bạn. Bà không xin gặp, không thèm viết một dòng nào cho ông Hồ Chí Minh. Bà cũng không nghĩ tới chuyện cầu cứu Trường Chinh. Từ khi mất chức Tổng Bí Thư, Trường Chinh lầm lũi ở ẩn trong sự đường bệ còn lại, tránh can thiệp vào công việc của Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Vả lại cho dù trong khi còn đương chức, Trường Chinh bây giờ không hề giống Trường Chinh trước Tổng Khởi Nghĩa. Nếu như trong thời kỳ bí mật Trường Chinh chu đáo với anh em bao nhiêu, thì bây giờ ông ta lạnh nhạt với đồng chí bấy nhiêu. Hệt như đã xảy ra một cuộc đánh tráo vậy. Tôi kể chuyện này làm thí dụ. Ông Trần Đình Long, người bạn và đồng chí gần gũi của Trường Chinh, bị Quốc dân Đảng thủ tiêu năm 1946, để lại vợ và ba đứa con. Hòa bình lập lại, bà Long từ vùng tản cư phát diệm trở về Hà Nội. Năm lần bảy lượt bà tìm đến Trường Chinh, nhưng không được ông tiếp. Người kể cho tôi nghe câu chuyện đáng xấu hổ này là ông tài xế Đoàn Xuân Sơ, từng là cơ sở cách mạng. Khi ông Sơ chất vấn ông Bùi Lâm chuyện xử sự của Trường Chinh, thì Bùi Lâm giải thích, con mẹ Long làm như có mình chồng nó hy sinh cho cách mạng. Hy sinh cho cách mạng thì có hàng đống.
Nó làm mình làm mấy nằng nặc đòi cách mạng phải lo cho các con thằng Long, rõ ngu. Anh Thận không tiếp nó là phải. Nóng mắt, ông tài xế Đoàn Xuân Sơ tống ông quan tòa Bùi Lâm ra khỏi cửa. Vợ đồng chí gặp khó khăn thì tìm đến đồng chí chứ còn tìm ai. Biết chúng mày là giống ăn cháo đá bát, chắc vợ thằng Long đã chẳng thèm gặp. Cút ngay khỏi nhà tao, đồ đểu. Cả lũ chúng mày đểu, cút. Người vợ và ba đứa con của người Cộng sản Trần Đình Long bị các đồng chí chối bỏ, lếch thếch dắt nhau xuống Hải Phòng, nhập vào dòng người di cư vào Nam. Hai con trai ông Long sau 75 vượt tiếp sang Úc. Chỉ còn lại một người con gái lấy chồng ở lại Sài Gòn. Nhân tiện cũng xin nói rằng ông Bùi Lâm này hồi hoạt động bí mật đã ở nhà tôi, là đồng chí rất thân thiết của ông Long và cha tôi. Với gia đình tôi, ông là người trong nhà, nhưng sau khi cha tôi bị bắt, ông cũng không hề lai vãng một lần. Đó là tình đồng chí trong những người Cộng sản khi đã giành được chính quyền, đã phân chia ngôi thứ. Những người vẫn còn đến với gia đình tôi trong những ngày sóng gió đều vì tình bạn, chứ không phải vì tình đồng chí, cho dù họ có là Cộng sản. Bà cũng không nghĩ tới Phạm Văn Đồng. Ông quen cha mẹ tôi từ những năm 40 khi còn thanh niên, đang săn đón người vợ tương lai ở hàng kem bờ hồ. Mẹ tôi biết có tới gặp ông cũng vô ích. Phạm Văn Đồng theo bà nhận xét là người không xấu nhưng ba phải, vụng về và vô tích sự. Ông lúng túng trước bất cứ một việc cụ thể nào, dù chỉ để đóng một cái đinh giúp hàng xóm như các bạn ông thường giễu cợt. Dư luận ca ngợi ông liêm khiết, ông đứng đắn, nhưng những ai quen biết ông đều hiểu ông không làm nổi trò gì trong những việc lẽ ra ông phải làm. Những người từng là bạn ông khi gặp chuyện rắc rối với chính quyền buộc lòng phải cầu cứu ông còn thất vọng hơn. Họ tìm đến ông vì chẳng gì ông cũng là một trong những là lãnh đạo quốc gia. Ông mà nói cho một câu thì cũng đỡ. Của đáng tội, ông cũng không nhẫn tâm xua đuổi họ. Ông an ủi, ông hứa hẹn, rồi ông chẳng làm gì hết. Có khi những gì người ta nhờ ông cũng nhớ, cũng muốn giúp họ lắm. Nhưng để tránh tiếng, ông lại đi nhờ người khác. Rồi ra cái sự nhờ lại ấy có được việc hay không, ông không quan tâm. Ông đã nói hộ rồi mà. Có phải đâu là không nói. Khốn nỗi là việc khó giải quyết. Các đồng chí từ chối không giúp có nghĩa là không giúp được. Ông không muốn mất lòng một ai, nhất là mất lòng cấp trên. Quả nhiên đúng. Một đồng chí cũ thương mẹ tôi đến nói với Phạm Văn Đồng chuyện cha tôi bị bắt. Ông nghe rồi thở dài nói, việc tập thể quyết định tôi làm được gì đâu. Mẹ tôi chỉ còn biết tìm người bạn thân thiết của cha tôi trong thời kỳ hoạt động bí mật là ông Nguyễn Lương Bằng. Những ngày ấy ông đi vắng, người ta nói, mà cũng có thể ông tránh mặt. Từ Nam Định trở về nhìn cảnh nhà tan hoang, tôi hỏi mẹ chuyện xảy ra thì bà cười cay đắng, mắt ướt nhòe. Chúng nó đến, con có tưởng tượng được không? Còn tệ hơn cả mật thám Pháp nữa kia. Tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố ních khóa vào đến bật máu ra, mà chúng nó vẫn cố khóa bằng được. Đến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy dây thừng, trói giật cánh khuỷu rồi điệu bố ra xe bịt bùng chở đi. Lúc chúng nó khám nhà, mẹ quẳng cái khung kính, có giấy chứng nhận huân chương kháng chiến hạng nhất của bố vào mặt chúng nó. Các người khám kỹ cái này đi, xem ở mặt trái nó có cái gì. Chúng nó xử sự, hờm. Đúng như cụ Nguyễn Du tả, người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Trong lòng bà, ông Hồ Chí Minh chết vào đêm cha tôi bị bắt. Lòng người khôn lường con ạ. Mới biết không thiếu gì kẻ quên đạo làm người. Khi ngồi vào ghế vương giả, bàng hoàng trước sự việc bất ngờ, bà không sao tin được rằng nó xảy ra. Không sao tin được rằng chính quyền được xây dựng nên bởi cuộc cách mạng mà vợ chồng bà hiến dâng cả đời mình lại có thể nhẫn tâm với vợ chồng bà đến thế. Khi tôi mất tích, có nhiều người cho rằng tôi trốn, mẹ tôi không tin. Là mẹ, bà hiểu con bà hơn bất cứ ai. Bà tin tôi vô tội. Không những tin tôi vô tội, bà tin tôi đủ dũng khí để đương đầu với bọn tím quyền cách mạng. Chạy trốn theo quan niệm của mẹ tôi không phải là hành động của người quân tử. Bà muốn thấy chồng con mình đàng hoàng bảo vệ chính nghĩa trước công luận. Bà buồn rười khi nghe những đồng chí cũ đến thăm bà, phân tích tình hình đất nước, rồi kết luận rằng chẳng bao giờ có một phiên tòa mà bà muốn có. Khoảng một tuần trước khi tôi bị bắt, anh Nguyễn Trọng Luật, vụ trưởng vụ bảo tồn và bảo tàng Bộ Văn hóa, nhắn tôi tìm cách cắt đuôi đến gặp anh tại nhà riêng ở ngõ Chân Cầm. Trong số các vụ trưởng của Bộ, tôi quý anh nhất. Bề ngoài giản dị, thậm chí hơi thô kệch,
Thoạt trông ai cũng nghĩ anh là một nông dân nòng cốt, được đảng bồi dưỡng nên làm lãnh đạo. Nhưng chỉ nói chuyện với anh một lần là người ta biết, bên trong vẻ chân quê làm cho họ lầm anh Luật là người lịch lãm, hiểu nhiều biết rộng. Tôi quyết định đến gặp anh, tôi muốn nghe ở anh một lời khuyên. Anh dặn tôi coi chừng bị mật thám theo, cắt đuôi là việc chẳng khó gì đối với người trong một gia đình có nhiều năm hoạt động bí mật. Thời Pháp thuộc, cha mẹ tôi đã dạy tôi những cách đánh lạc hướng mật thám. Ông bà thường sai tôi mang mật thư đến nơi này nơi khác trong thành phố. Tôi là trẻ con, mật thám không để ý. Anh Luật có hồi cùng hoạt động với cha tôi tại vùng ven sông Hồng. Đối với cha tôi, anh kính trọng, coi như người anh tinh thần. Vì tình cảm với cha tôi mà anh quý tôi, gặp tôi anh vồ lấy hối hả. Tình hình gay lắm, chú phải trốn ngay lập tức, đừng để bị bắt. Tôi nghĩ mình sẽ làm thế này. Theo kế hoạch của anh Luật, tôi sẽ chọn ngày giờ thuận lợi, rồi báo cho anh biết. Tốt nhất là tôi báo qua bác sĩ Phan, em nuôi anh, cũng là bạn thân của tôi. Tôi sẽ tới chùa thầy, nơi sơ tán của vụ bảo tồn và bảo tàng Bộ Văn hóa. Từ đây, anh Luật sẽ dùng xe cơ quan đưa tôi về Hưng Yên, nơi trước cách mạng tháng 8 có thời kỳ anh làm bí thư tỉnh ủy. Con trai một cơ sở cách mạng nay là trưởng công an một huyện, là em kết nghĩa của anh, đã nhận bảo vệ tôi. Anh này sẽ lo việc thay tên đổi họ cho tôi, rồi đưa tôi tới một vùng hẻo lánh. Tôi sẽ nương náu ở đó chờ cho tình hình sáng sủa sẽ trở về. Tôi im lặng. Chú nghe anh đi. Anh nghĩ kỹ lắm rồi, phải trốn thôi. Anh ra sức thuyết phục tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu trong cải cách ruộng đất tất tật những người bị xử trí oan đều trốn thoát cả, thì sai lầm của đảng đâu đến nỗi trầm trọng đến thế. Đảng làm sao hiểu được ta bằng chính ta? Biết mình vô tội bị đảng ngờ oan mà lại vẫn xuôi tay mặc cho đảng bắt, mặc cho đảng giết, không phải là tuân thủ kỷ luật cách mạng đâu, không phải trung thành với đảng đâu, mà là làm hại đảng đấy, chú hiểu không? Tôi hiểu đảng lần này lại đang sa vào sai lầm nên tôi mới khuyên chú trốn. Thấy tôi vẫn không hưởng ứng, anh bần thần một lát rồi tiếp. Tùy chú thôi, nghe anh thì nghe, không nghe thì thôi. Nhưng chú phải nhớ, tuy hiện nay đảng bị thằng Duẩn, thằng Thọ lũng đoạn, nhưng trước sau đảng vẫn là đảng của ta. Chẳng chóng thì chầy, đảng sẽ thanh lọc bọn chúng. Tôi muốn cười mà không dám cười. Ngẫm ra cách lập luận của anh có cái lý của nó. Cái lý chỉ tồn tại được trong lòng người đảng viên trung thành, lúc nào cũng lo lắng cho sức chiến đấu và uy tín của đảng. Bằng nhiều dẫn chứng rút ra từ những huyền thoại về vị lãnh tụ anh Minh, anh Luật khẳng định chuyện này ông Hồ không biết, hoặc giả ông bị desoriente bởi Lê Đức Thọ mà đã đồng ý cho Thọ bắt các đồng chí trung kiên, chứ ông quyết không phải người xấu. Lê Duẩn là thằng nhiều tham vọng, điều này ai cũng biết, nhưng anh nghĩ tự hắn không muốn gây gổ trong lúc này. Gạt ra bên ngoài các thứ chủ nghĩa, xét cho cùng chỉ có cái cớ thì vụ này Thọ khởi xướng là chắc, không phải Duẩn. Nhưng Thọ muốn thì Duẩn cũng không ngăn. Mọi việc Thọ làm từ trước tới nay đều vì lợi ích của cả hai. Thằng này làm việc đó để làm gì, nhằm mục đích gì? Anh ngờ bên trong vụ này có điều ẩn khúc liên quan tới thời kỳ Thọ ở Sơn La. Tối hôm đó tôi chỉ ngồi nghe anh nói, không tranh luận. Đầu tôi trống rỗng, tôi mệt mỏi. Trong anh vẫn có một niềm tin mỏng manh ở đảng. Trong tôi niềm tin ấy không còn. Nghe tôi kể lại cuộc gặp gỡ với anh Nguyễn Trọng Luật, mẹ tôi hỏi, ý con thế nào? Con cho rằng đi trốn là cho người ta cái cớ để nói mình có tội, mình sợ nên phải trốn. Còn con? Mẹ tôi hỏi vợ tôi. Con cũng nghĩ không nên trốn. Vợ tôi nói, mình làm gì mà phải trốn? Đúng vậy. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi mỉm cười. Mẹ tôi quen miệng nói thế, chứ ai chẳng biết chính cây ngay mới hay chết đứng. Chỉ có dây leo là không bao giờ chết đứng mà thôi. Hồi ấy tôi còn ngu ngốc lắm. Thế hệ cha tôi, rồi thế hệ tôi mang trong mình khái niệm đảng của những ngày cách mạng còn trứng nước. Đảng là tổ chức của những chiến hữu cùng chung một mục đích thiêng liêng cao cả. Không hiếm những thí dụ về tình đồng chí đùm bọc thương yêu nhau, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ nhau trong những ngày xa xưa ấy. Một khái niệm tiếc thay đã lỗi thời, sống trong một gia đình mà cha mẹ đều hoạt động cách mạng. Tôi nhập vào dòng chảy của công việc chiến đấu giải phóng dân tộc, cũng là dòng chảy của thời đại tôi, một cách tự nhiên. Như muốn sống thì phải thở khí trời, cũng tự nhiên như vậy. Tôi đi theo những người dẫn đầu của cách mạng như con vật trong đàn, đi theo con đầu đàn của nó. Tôi chỉ bắt đầu ngờ vực đức hiền minh của các lãnh tụ vào thời gian cuộc giảm tô giảm tức
được phát động ở khu 4 kháng chiến năm 1953. Đêm đêm chúng tôi thao thức, nghe trong mịt mùng những thôn xóm tối tăm, tiếng loa âm u hờ gọi nông dân vùng lên đánh đổ kẻ thù giai cấp. Từ tinh mơ hàng đoàn người rầm rập trên các nẻo đường làng còn tối đất, khản tiếng hô vang những khẩu hiệu có mùi máu. Dân chúng ồn ồn đổ về những sân đình, những bãi rộng, nơi sẽ diễn ra những cuộc đấu tố bọn địa chủ cường hào ác bá. Điều làm tôi ngạc nhiên đến sững sờ là những cán bộ kháng chiến bị thẳng cánh gạt ra ngoài lề cuộc đấu tranh mà tôi biết rõ họ lắm. Mới hôm trước còn là những người lãnh đạo đầy uy tín ở địa phương, bất thình lình họ không còn được tin cậy nữa, thậm chí bị nghi ngờ, bị tước bỏ mọi quyền hành. Tại sao lại như thế? Tôi hỏi một cán bộ trong đợt giảm tô giảm tức và được anh ta giải thích. Phải đề cao cảnh giác trước kẻ thù giai cấp. Chúng biết chúng không thể ra mặt chống phá cách mạng nên tìm đủ mọi cách chui vào trong các tổ chức của ta, nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Hiện nay không thể biết trong các cơ quan ai là địch, ai là ta. Nếu không kiên quyết gạt những người cũ ra thì nông dân được đảng phát động vẫn bị kẻ thù giấu mặt khống chế. Họ sẽ không dám vùng lên giành chính quyền. Đảng dạy ta chỉ có thể tin những nông dân bần cùng, bị địa chủ bóc lột đến xương tủy. Chỉ có họ mới là chỗ dựa vững chắc và lâu dài của đảng. Cứ như thế, sự nghèo khổ bản thân nó đã là một phẩm chất cách mạng. Đấu tố diễn ra liên miên ngày một khốc liệt. Người dân cày dung dị hôm trước được đảng phóng tay phát động, vụt trở thành hung tợn, mặt bừng bừng khoái trá trong niềm vui hành hạ đồng loại. Tôi kinh hoàng nhìn cảnh tượng không hiểu nổi. Nườm nượp lướt qua mắt tôi từng bầy đàn người bị kích thích bởi mùi máu, hăm hở đi dưới lá cờ đỏ sao vàng, không phải để chiến đấu với quân xâm lược, mà với chính đồng bào mình. Tại xã Ngô Xá Làng Ngò, Thanh Hóa, nơi có dinh cơ gia đình cụ cử Nguyễn Thượng Hiền, người ta trói chặt hai tay rồi giăng mẹ bạn tôi đi khắp làng chỉ vì bà trót dại nói điều gì đó mất lập trường hoặc không vừa lòng cán bộ giảm tô giảm tức. Trước bà là hội trưởng hay hội phó Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình. Mất đất, bà mang con cái chạy vào Thanh Hóa làm nghề hàng sáo, buôn thúng bán mẹt. Chúng tôi nghe tiếng kêu khóc chạy tới thì thấy mấy anh du kích quen đang sành sạch kéo bà đi. Hai tay bị trói giơ lên trời, bà siêu vẹo bước sau họ kêu gào thảm thiết. Đi cụ Hồ ơi, cụ trông xuống mà xem người ta đối xử với con dân cụ thế này đây. Ở một xã khác, một người đàn bà bị trói vào hai cây nứa bắt chéo, bên dưới là một đống lửa. Con mẹ Ni là phú nông phản động, ngoan cố lắm. Những người bâu quanh nhau nhau nói thế. Người đàn bà quằn quại mãi tới khi ngất đi rồi mới được người ta hạ xuống. Cha bạn tôi hoạt động cách mạng từ năm 1945, bị tống giam vì bị vu là đảng viên Quốc dân đảng, thắt cổ tự tử, để lại bức thư tuyệt mệnh. Oan cho tôi lắm cụ Hồ ơi, tôi trung thành với cụ với đảng, tôi không phản bội Hồ Chí Minh muôn năm. Người ta lấy gai bưởi cắm vào đầu ngón tay một cô gái, có trời biết cô ta bị tội gì, có thể cô ta chỉ có tội là con địa chủ, chứ mỗi câu hỏi lại nhấn những cái gai sâu thêm một chút, làm cho cô ta rú lên vì đau, quằn quại trong dây trói. Một cụ già tóc bạc phơ bị tròng dây vào cổ, bị lôi sành sạch trên đường như một con chó, lũ trẻ làng rùng rùng chạy theo sau. Chúng vỗ tay, chúng reo hò, chúng cười ngặt nghẽo. Tôi nhìn chúng rùng mình. Những đứa trẻ này chắc chắn sẽ lớn lên với trái tim, không phải của giống người. Rồi đây với tâm hồn chai sạn, làm sao chúng nó sống chung với những anh em khác màu da và tiếng nói trong một thế giới đại đồng mà chủ nghĩa cộng sản hứa hẹn. Tôi cảm thấy trong mình cục cựa một cái gì giống như sự thức tỉnh. Niềm tin ở đảng ăn sâu trong lòng mỗi người đến nỗi vừa buông miệng khuyên tôi trốn. Lúc chia tay, anh Luật lại vớt vát. Nói thì nói vậy thôi, chứ anh không thể tin được đảng lại có thể nhẫn tâm bắt một lúc cả hai cha con một gia đình cách mạng như gia đình chú. Mẹ tôi không muốn tôi trốn, nhưng bà lo. Tôi bị bắt thì trong nhà không còn người đàn ông nào. Hai em trai tôi còn nhỏ, lại đang có chiến tranh. Bà cảm thấy những gì xảy ra với người khác đang xảy ra với mình. Mẹ tôi nhớ đến bà bạn có chồng bị mất tích trong những ngày cách mạng tháng 8. Người đàn bà khốn khổ lang thang, đi hết đền này phủ nọ, cầu xin trời Phật cho chồng bà trở về với bà. Bà gần như mất trí. Khi còn trẻ, ông Vinh chồng bà gia nhập thanh niên cách mạng đồng chí hội bị lộ. Ông chạy sang Pháp, vào đảng Cộng sản Pháp. Từ Pháp ông sang Nga, tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông.
Ông hăm hở trở về tổ quốc tiếp tục cuộc chiến đấu. Vừa bước xuống cảng Hải Phòng, ông sa vào tay mật thám. Xa nước quá lâu, ông trở về không quen biết ai, chưa kịp liên lạc với ai trong cái tổ chức cách mạng. Mật thám tra tấn ông. Ông chẳng có gì để khai, tra mãi không được gì, chính quyền thuộc địa thả ông. Thậm chí để cột chân ông lại, còn chiếu cố cho ông được tòng sự tại phủ thống sứ. Trong chuyện này tất nhiên không thể thiếu sự chạy trọt của bà vợ con nhà khá giả, làm việc trong phủ thống sứ. Ông Vinh vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với những người cộng sản. Không ai dám giao thiệp với ông, kể cả cha tôi. Với ông, cha tôi đóng vai người đã nhụt chí, nay trở về với vợ con làm ăn chân chỉ. Người Pháp hoàn toàn không nghi ngờ gì ông, một công chức mẫn cán, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Lòng yêu nước trong ông không bao giờ tắt. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông hăng hái xuống đường tham gia cướp chính quyền. Thế rồi trong những ngày sôi nổi ấy, như một hòn đá rơi xuống nước, ông biệt tích. Không ai biết ông biến đi đâu, nếu như một hôm ông Trường Chinh không nói với mẹ tôi: "Chị Huỳnh ạ, chị liệu cách an ủi chị Vinh, kẻo chị ấy cứ đi xem bói xin quẻ mãi tội nghiệp. Nói riêng để chị biết, người ta thịt anh ấy rồi." Mẹ tôi lạnh toát người: "Sao các anh nhẫn tâm thế, tàn ác thế?" Bà kêu lên: "Anh thừa biết anh Vinh tuy không kiên định cách mạng thật, nhưng anh ấy có phản bội xưng khai gì đâu, có gây hại gì cho đoàn thể, mà các anh nỡ giết anh ấy." Trường Chinh phân trần rằng ông không chủ trương giết ông Vinh. Người ta giết rồi ông mới biết. Lúc đó ông có muốn can thiệp thì đã muộn. Về cái chết của ông Vinh, mẹ tôi không buộc tội Trường Chinh, nhưng bà không tha thứ cho ông tội, để cấp dưới lộng hành. Coi thường sinh mạng con người, thủ tiêu đối thủ và những người tình nghi phản bội là chuyện bình thường trong cách mạng tháng 8. Nhà văn Lan Khai bị bỏ rọ trôi sông cũng chỉ vì ông từng làm thư ký cho một hãng buôn Nhật. Cha tôi quen Lan Khai từ những ngày ở Tuyên Quang. Ông rất đau lòng về chuyện này. Bà ngoại tôi thường gặp các đồng chí của cha mẹ tôi tại nhà tôi khi bà đến chơi với các cháu. Không hiểu vì lẽ gì một số người trong bọn họ không gây được cảm tình nơi bà. Bà ngoại tôi nói thẳng cho mẹ tôi biết bà không thích họ. Đến nỗi mẹ tôi giận bà vì sự không thích ấy. Hóa ra bà ngoại tôi có lý khi nhận xét người này người kia trong bọn họ không phải là những người tử tế. Bằng sự mẫn cảm của phụ nữ, bà thấy trước được cách sống không nhân nghĩa, không có trước có sau, không có tình người. Như cách ta thường nói bây giờ, của những người về sau trở thành những nhà lãnh đạo như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt. Trường Chinh đã không làm một hành động nhỏ nào để cứu cha tôi, người bạn, người đồng chí gần gũi của ông ta trong thời kỳ bí mật. Ông ta cũng không đến thăm mẹ tôi nấy một lần trong những năm cha con tôi ở tù. Cha tôi được thả rồi ông cũng không đến. Một số người biết tình bạn của hai ông cho rằng Trường Chinh không đến vì sợ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Nhưng tôi cho rằng trong thái độ này, Trường Chinh trung thực với con người ông ta. Ông ta thực sự nghĩ rằng cha tôi đã đứng về phía những người chống đảng. Trong sự đồng nhất cá nhân mình với đảng từ khi trở thành người lãnh đạo, Trường Chinh là người trước sau như một, Hoàng Quốc Việt còn tệ hơn. Ông ta trở thành nhân vật tích cực trong ban chuyên án của vụ trấn phản. Mà chính vì hai ông, cha tôi đã bị chính quyền thuộc địa bắt sau khi đưa họ đi trốn vào năm 1939. Người như vậy, theo quan niệm của người Việt Nam bình thường, không thể coi là tử tế. Vợ tôi kể sau khi tôi mất tích, đêm đêm mẹ tôi ngồi lặng người hàng giờ, mái tóc bạc xõa xuống vai. Bà như người hóa đá, linh tính người mẹ báo cho bà biết tôi đã gặp tai họa. Phân tích mọi dữ kiện, bà tin chắc tôi đã bị bắt một cách ám muội. Các bạn vừa nghe xong chương 1. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong chương 2. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Chưa.
Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Thật xấu quá. Số mày không chết nhưng mà mày đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói đi con. Bố cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cùi thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, hít vào. Chà, cuốn thì sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chọc đi, ông chọc đi, xong lấy lưỡi xong chảy ra. Đây là cái mõm nó mày hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Giáo đánh cái cành rồi. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy người nữa ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, ra dốc. Đấy. Dốc về cái dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nấc còn thở.